Đây, hôm nay giới thiệu đến các bạn một con xe cọp nha, Way ZX. Đây các bạn, đây là toàn thể con xe nha, nguyên con đang bọc keo nha các bạn. Đây đang bọc keo với dấu bọc nè, cầm nền nha, nó giống như thai nha bạn. Cầm nè, cầm đang bảy màu, ốc bảy màu luôn nha, rõ là còn nguyên một cặp luôn nè. Đó. Xe mới chạy có 8.500 km nha các bạn. Đây coi đầu lồng nè, đang zin chưa có đụng con ốc nha. Đó. Này xe giống như là trong hãng mới ra nha các bạn. Đây, để mình đề thử cho các bạn coi nha. Đây mới chạy 8.500 cây. Đây các bạn nghe tiếng bồ nè. Đề lại cái anh. Lâu quá, đây xe đang nổ máy nha các bạn. Đây các bạn coi sườn nè, ốc bảy màu đang còn luôn nha, ốc hãng nè. Đó này, sổ bảo hành đang còn luôn nè, lấy cái sổ bảo hành này ra coi. Đó, sổ bảo hành đang còn theo xe nha các bạn. Bỏ lâu lắm mà không có vậy. Con này xe cọp nha. Đó, sổ bảo hành các bạn thấy không. Xe này là xe cọp người ta chưng nha các bạn, không có chạy tới nha. Xe này mình bao rút hồ sơ luôn nha các bạn, ai mua là mình bao rút hồ sơ đứng tên luôn nha. Là giá mình ra đi là 52 triệu nha các bạn, báo giá thẳng luôn nha. Đó, bao rút hồ sơ cầm tay luôn. Xe là không một vết chày, bọc keo nguyên con, chạy 8.000 cây. Rồi, cảm ơn các bạn đã đây, các bạn coi những cái hộp sơn của nó nè. Đó, đang còn đầy đủ hết. Keo đang bọc, bình xăng zin. Không một miếng nhớt nè nha các bạn. Đó, giống như cái xe mới luôn nha. Nói chung là xe này người ta mua người ta dựng là chủ yếu nha các bạn, ít chạy. Chi tiết luôn. Đèn còi xin an đầy đủ nha. Nói chung con này khó kiếm là con thứ hai nha các bạn. Kiến đầu còn đầy đủ hết này. À, nếu các bạn nào có mua thì liên hệ cho Tình theo số điện thoại là 0986463061 nha. Xe này mình bán, mình bao rút hồ sơ toàn quốc nha các bạn. Các bạn muốn rút hồ sơ đi đâu cũng được hết nha. 52 triệu. Thì anh em gặp tận mặt rồi có thể thương lượng một ít được nha. Đây các bạn nghe tiếng máy nè. Cái đồ để chân đang còn bọc cao su nha các bạn. Đang còn cao su của hãng nha. Hai chìa khóa zin còn luôn nha các bạn. Hai chìa khóa này. Chóa đang còn như mới luôn. Xe quá đẹp, bóng lộn. Nói chung các bạn thấy con này là các bạn mua liền nha, không có nhìn thấy là mua liền, không có một lỗi nào nha các bạn. Đây xe giống như mới thay cầm nha, cầm nó bảy màu luôn nè, mình nhìn giống như mới thay cầm luôn các bạn ơi.
bánh gô xì. Rồi thôi, nếu các bạn nào mua thì liên hệ mình nha. Rồi, ok.